Xin kính chào anh em. Giới thiệu đến anh em chiếc đồng hồ Seiko Doi được sản xuất 1980, những năm 1980. Chiếc đồng hồ có cái model là 5E31 6F10. Dây thép trắng đúc tông giữa có đờ mi mạ vàng. Dây thì hiện đủ cho cổ tay khoảng sấp xỉ 18 cm chu vi cổ tay. Mình 17 năm thì đeo vừa và rộng một chút, có nghĩa là vẫn còn có thể ra một chút. Đồng hồ có cái núm bọc vàng và lạm một viên đá sapphire màu xanh tím. Đồng hồ có cái bờ rộng 37mm cả núm và khoảng 34mm thì không tính núm. Chiếc đồng hồ đây để mình cho anh em xem tổng thể. Đây là dây của đồng hồ đâu dây lại rất là thích anh em ạ dây xịn cảm giác đeo sướng thật nó vừa mềm nó ôm tay cảm giác rất 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 rất, rất thích viền đồng hồ còn đẹp có một vết xước nhỏ ở đây không đáng kể loại thép trắng này đánh bóng thì rất rất, rất là dễ thôi Bên này thì không có vết sức nào trên viền. Dây không có vết sức nào ở mặt viền rìa. Đấy. Quay lại mặt số chính. Mặt số chính thì có màu trắng ngả vàng. Bi gen thì có nhiều vết sức nhỏ. Đấy. Kính đồng hồ thì là cong, dày, lồi và phủ sapphire, không có vết xước. Ờ, chữ Seiko và chữ đoi cũng như là ba kim cũng như là viền rìa của các vạch chỉ giờ là đều mạ vàng. Đồng hồ thì theo mình tổng thể mới trên 85% phù hợp với anh em có cổ tay khoảng 18,7 18,8 cm chu vi cổ tay trở xuống đến 17 cm chu vi cổ tay là vừa to hơn thì đồng hồ sẽ hơi nhỏ với dây cũng sẽ không vừa nữa Đấy. tổng thể chiếc đồng hồ đây à, nắp sau thì chỗ này hơi xước đi gen hơi xước Đấy, sức nhưng mà sức này đều đánh được với lại sức nông thôi tổng tổng thể là chúng ta có thể nói là mới khoảng 85 phần trăm trên 85 phần trăm dây đẹp kính đẹp viền dìa tương đối đẹp bi gen thì đây bi gen là cái vòng sát đấy đây này sát kính như này thì có những vết xước nhỏ nắp sau cũng có những vết xước nhỏ đấy đúng tuyệt vời Mặt số thì hơi ngả vàng theo thời gian à, Bây giờ chúng ta thử xem xem là những chiếc này trên thế giới xem có bán không và giá thế nào nhé Trong Seiko thì có hàng vài trăm cái thương hiệu con Mỗi thương hiệu con ấy nó tương tự như một công ty chuyên về sản xuất đồng hồ ấy Kiểu như vậy Đây là mình đang tìm Seiko Doi à, Đối với những năm 1980 thì Seiko Doi này Seiko Lacen này Đôi thì thường là cả nam lẫn nữ Nhưng là Lacen thì thường dành cho nam À cho nữ Thì đây là những thương hiệu mà cao cấp của Seiko Đấy Vật liệu thì có thể làm bằng kim cương Hoặc là mạ vàng dày Hoặc là bằng vàng vân vân Đấy như vậy để chúng ta nắm được sơ quan là như thế Chúng ta thử xem trong Seiko Doi này Ví dụ đây có 12 viên uh, Kim cương này 13,3 triệu này Đấy, đây mình cũng đang tìm đấy đây tất cả prion tức là đều là đã sử dụng 5 e 31 đây tức là chúng ta đang đang tìm kiếm về loại 5 e 31 loại máy seco 5 e 31 xem nào Chưa cái nào giống giống tí nhỉ ở đây rồi gần gần, gần giống đây rồi gần giống với cái mô hình của chúng ta đây rồi nhưng mà chiếc này còn khá là mới 5 e 31 uh, 6010 của chúng ta là 6F10 khác một chút 500 đô Úc à đây chúng ta nhìn xem cũng có biểu hiện của việc sử dụng rồi đấy như năm sau đây cũng khá là xấu phía trước thì nhìn thì chụp như này thì không chưa thấy vết xước thì không rõ giờ thì cũng chưa thấy vết xước nhỉ Ờ, cái này thì cũng tương tự như bên mình thôi xem nào bên mình cũng rồi bên mình thì đây cũng thế thôi như nhau thôi bên mình dọa anh điện nên nhìn cái các vết các ấy nó phản chiếu nó rõ ràng đấy như vậy là những bao nhiêu đây 9 triệu à ờ, 9 triệu Chiếc này thì theo mình đánh giá mới của 95%. Chiếc này nào. Chiếc 6 3 nào. Cũng sử dụng rồi. Prion. 5 e cũng 6010 đây. Và gần giống ấy của chúng ta và giống với chiếc bên trên. Đây này. đây có những vết xước đấy chứ đây vết xước ở đầu này đây chúng ta nhìn thấy không? đấy giờ đấy cũng có những vết xước này dây thì cũng chắc cũng đẹp như của mình và dây đẹp hơn của mình một chút đằng sau thì cái khóa nó vẫn còn đẹp nhưng mà cũng có những vết xước phía sau thì phía sau thì gần như không thấy vết xước nào như vậy tổng quan thì trước này mới còn độ tầm trên 90% mươi phần trăm hoặc chín phần trăm gì đấy. đấy thì đang bán là 273 đô nó là 6 triệu 7 triệu đấy như vậy mình nói sơ qua như vậy để chúng ta nắm được cái giá cả tình hình cảm ơn các bạn đã xem video